Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là xin demo cái bên NTP MF. Lâu lắm rồi. Sáng hôm nay rảnh mới làm luôn cái demo này luôn. Khi mà mua sản phẩm về thì trong hộp sản phẩm sẽ có bao gồm những một số các phụ kiện như sau. Đó là bên với hướng dẫn sử dụng, một miếng 500, rồi một cọng dây kết nối. Nếu mà mình tiện lợi nhất là mình cắm hẳn cái rắc này vào đây. Đây, cái rắc này nó sẽ nằm chết ở trong đàn luôn, các bạn không nên tháo ra nhiều. Nếu mà tháo ra nhiều thì vô tình làm cái cổng này nó thành ra nó vô nghĩa, tại vì mình thiết kế cái này là để mọi người cắm cái này luôn, không có rút ra nữa. Có rút thì mình sẽ rút cái cọng dây này. Nên cái đầu nhỏ này mình sẽ cắm vào trong cái rắc này. Còn cái đầu cổng USB này thì mình cắm vào cái bên. Cắm thì cái bên nó sẽ sáng đèn đầy đủ. Nếu các bạn thấy mà khi mình khởi động mà bốn cái đèn này nó không sáng tức là lỗi rồi đó. Một trong bốn cái đèn này nó không sáng tức là lỗi. Thì thông thường những cái người dùng của mình, người ta phản hồi là người ta đa số thì sử dụng ba cái volume này ở vị trí 12 giờ hết. Thì nếu mà không làm gì tới thì cũng không cần động tới cái mấy cái này, thì tùy vào cái chức năng mình sử dụng thôi. Thì trước tiên mình sẽ hướng dẫn cái cách cài đặt cái bên. Cài đặt thì giống y chang như cài đặt NTP 4F thôi. NTP 5F với NTP 4F là một. Cách cài đặt giống y chang nhau. Và cái miếng 500 này thì cũng có hướng dẫn ở bên NTP 4F rồi. Thì bạn ưng thì bạn xé cái miếng giấy xanh này ra và dán ở đâu đó đàn vô nào mà mình thích. Rồi, mình đi vô phần hướng dẫn cài đặt nha. Thì khi cài đặt á, ở trong cái trang nhất của cái hướng dẫn sử dụng này nè, đa số là anh em không có chịu coi cái hướng dẫn của NTP 4F á, nó có một cái phần là cài đặt tự động á, nhưng mà đa số mọi người không có đọc ở đó, chỉ làm được cái phần cài bằng tay thôi. Thì cái cài bằng tay này anh em nhìn vô trong cái hướng dẫn sử dụng làm theo là được. Còn mình bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách cài tự động nha. Cài tự động thì nó có cái lợi là khi mà bạn là chủ shop hay là cửa hàng nhạc cụ thì bạn cài rất là nhanh, giống như là một cái hack á, làm cho mọi người thấy mình thực hiện nó lẹ làng thì người ta sẽ thấy tin tưởng hơn. Thì hiện giờ mình đã có một cái file cài đặt sẵn ở trong đàn rồi, thì bây giờ mình sẽ cài lại ha, bắt đầu lại nha. Đây, mấy bạn bấm vô trong menu. Thì trong menu nó có một menu 1 và menu 2, thì mình chọn menu 2. Menu 2 thì mình chọn utility. Utility thì nó có nhiều phần lắm, nhưng mà mình sẽ quan tâm phần này. Đấy, phần này, phần dưới cùng này này, factory reset and backup này. Thì những cái phần mà backup hay restore nó sẽ chia ra nhiều phần cho mình. Ví dụ ở trang thứ nhất nó sẽ riêng cái phần này là sẽ là cái phần factory reset, tức là nó đưa về phần cài đặt gốc của đàn. Nếu bạn đánh dấu tất cả, sau đó bạn bấm factory reset thì cái đàn bạn trở về cái trạng thái của nhà sản xuất. Còn nếu bạn chỉ muốn reset MIDI hay là reset những cái registration, tức là reset cái memory này này, khi mà bấm cái này thì cái băng tiếng này sẽ tắt hết. Reset line control thì những cái line control bạn cài đặt nó sẽ mất hết. Favorite thì khi mà bạn cài những cái playlist á, trong cây đàn S900 á, thì những cái playlist đó sẽ mất hết. Tuyệt đối cái phần này mình không có quan tâm nhiều. Trong khi sử dụng này các bạn nên tránh mò tới phần này. Tại mò phần này thì đa số là các cửa hàng nhạc cụ người ta mới quan tâm thôi. Còn mình người dùng á, thì khi nào cái đàn nó lỗi thì mình chỉ cần đánh dấu cái system reset này là được rồi này. Và đánh dấu cái MIDI này, sau đó mình bấm factory reset đó, hai các bạn chỉ cần đánh dấu hai cái này thôi. Bấm cái này là xong. Rồi, thì bỏ qua những phần này đây, mình qua trang 2 này. Đó, cái trang này nó là cái trang để mình cài đặt cái bên.
Thì cài đặt cái bên thì trước tiên thì các bạn phải lên cái trang chủ của mình á, mi2way.vn á, bạn cài tải cái file hướng dẫn cài đặt. Mà trong cái file đó nó có một cái file có cái đuôi là MSU. Thì MSU là cái file như thế nào thì nó sẽ tương tự giống như này. Thì muốn cài đặt thì mình sẽ phần vào phần lót. Lót của Mi đi nha. Đó. Thì bình thường nó sẽ nằm ở đây thì bạn chọn qua cái USB. Thì nếu mà bạn chép đúng cái file thì cái file nó sẽ hiện ra giống như cái file này. Đây là cái tên của mình tự đặt thôi. Còn cái file mà bạn tải về nó sẽ có tên khác nhưng mà nó sẽ hiện giống như cái hình này. Các bạn nhấn vào. Nhấn vào bấm viết. Bấm viết một cái thôi. Rồi thoát ra. Thoát ra xong, thoát ra cái nữa. Tới phần MIDI, bạn chỉ vô phần MIDI xong bạn chọn. Xong bạn chọn user thì sẽ thấy cái phần này. Thì đó. Tới đúng cái phần này thì bấm vô đây, tức là cái bên nó đã gần như là được cài đặt xong rồi. Đây là cái bước rất là dễ, chỉ cần bấm vô đây. Rồi, xong mình thoát ra. Thoát ra tiếp. Mình lại vô utility lại. Trong cái phần parameter lock này này. Một số bạn là thắc mắc là tại sao cái bên của mình nó không có equalizer master được, không có chỉnh được. Thì không có sao hết, cái đó không phải là lỗi của cái bên mà lỗi là nằm ở bạn cài cái đàn mình nó cho phép khóa những thông số này. Đây khóa đây. Tất cả những thông số này nó sẽ bị khóa và không thay đổi trong quá trình sử dụng. Parameter lock là khóa thông số. Khóa thông số. Thì khi bạn đánh dấu cái nào tức là thông số đó bị khóa lại. Như ví dụ như mình đánh dấu những cái này thì tất cả những cái này nó bị khóa, những cái gì liên quan tính mix nó bị khóa, finger style nó sẽ bị khóa, split pole là cái khoảng chia của đoạn bấm hợp âm với lại đoạn khoảng tay của mình á. Chứ đây là tới hợp âm rồi nè, cho nên nó sẽ không có kêu được. Chứ đây là nếu bạn chia nhiều kiểu á thì bạn bấm cái này lại nó sẽ không có nhớ được cái kiểu đó. Thì cái equalizer nó bị không 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 chỉnh được là do mình đánh dấu vô đây nè. Mình đánh dấu vô đây là nó sẽ không kêu, không có chỉnh được equalizer của cái bên này. Mình thử nha. Mình đang thử là mình đã khóa nè. Thì si mình dặn cái tép hay là cái bass nó không có thay đổi. Mình mở ra cái này. Đó, thay đổi được liền ha. Đó là nguyên nhân, đa số nguyên nhân là nằm ở đây. Cho nên khi mà sử dụng cái bên thì yêu cầu của mình là bạn khóa tất cả này thì bạn phải mở ra giống y như cái này, bạn chụp cái màn hình này lại để cho nhớ. Và trong quá trình sử dụng thường thường mình sẽ khóa cái reverb time này này, cái này nó ảnh hưởng đến cái void khi mà bạn thay đổi cái điệu này điệu khác á. Một số người làm cái reverb này reverb khác thì cái void băng tiếng của bạn nó sẽ bị ăn theo, nó sẽ đổi theo cái này luôn. Nên tốt nhất là khóa cái này lại, chọn một cái reverb vừa ý nhất xong mình khóa lại dùng cho tổng thể cả cái đàn luôn, đừng để cho cái đàn nó bay quá nhiều reverb nó dở. Có thể cái main này nó reverb này, cái main khác nó reverb khác, thì lúc đó bạn đánh nghe nó sẽ không có hay, nghe nó sẽ bị giống như cái hai cái điệu khác nhau vậy. Thường thường là sẽ khóa cái reverb time lại. Còn cái reverb tone return level này thì phải để, tại vì nó thay đổi cái mức độ của reverb. Và những cái phần kia thì cũng không có quan trọng cho nên mình không quan tâm. Đấy. Là nhớ là bước thứ hai parameter lock mình phải mở khóa cái master equalizer ra để mà đánh chỉnh được cái equalizer của đàn. Nếu mà không chỉnh được equalizer của đàn thì có thể chỉnh được equalizer của điệu cũng được, nhưng mà nó gọi là không không hiểu tường tận về chức năng của bên. Khi mình cài thì mình phải nhớ là mình mở khóa ở đây, thì lúc đó mình mới thắc mắc ồ tại sao nó không có hay là có, hay là cái bên nó có lỗi hay không, thì mình phải kiểm tra bằng cái này. Các bạn nhớ là mở khóa master equalizer ra. Đó, còn hai mình hay hay đọc là master EQ đó, nó là chữ viết tắt á, equalizer á. Nhớ nha. Rồi, tới đó là xong.
Bây giờ thử thử bên hoạt động rồi thì những cái chức năng của bên thì đa số anh em cũng chưa có rành. Bây giờ mình sẽ nói luôn cho nó chính xác luôn theo cái hướng dẫn sử dụng. Hướng dẫn sử dụng có viết bốn chức năng dành dành cho bốn cái đèn, thì trong bốn cái đèn nó lại có mỗi cái đèn nó lại hai chức năng nữa, và một chức năng đặc biệt đó là chức năng megabit, megabit 24. Megabit 24 thì mình sẽ nói trước cái chức năng megabit 24 đi để cho nó tách biệt ra, nó dễ nhớ. Thì muốn sử dụng được cái megabit 24 này thì đơn giản, mình cũng tập luyện rồi, mình thấy cái phương pháp này là nó dễ, cho nên có thể mà anh em chọn theo cái phương pháp này. Tức là khi mà muốn đánh megabit 24 thì mình nhấn cái bên xuống đó, nhấn cái, đồng thời mình chặn cái nút này này, chặn cái nút màu xanh này đó. Bắt đầu cái bên nó sẽ kích hoạt chế độ MB54. Thì để sử dụng cho nó hay mà nó đúng 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 cách của ý đồ của nhà sản xuất thì các bạn nên sử dụng nó phải hài hòa, chứ không phải là cái tiếng này là để đánh vậy, không phải đánh vậy, nhưng mà nó sẽ ăn theo những cái câu, ví dụ như mình mở lớn lên xíu nè. Những cái tiếng như vậy nó sẽ giúp cho mình giống như là mình trượt, mình vuốt guitar. Mình sẽ chọn một cái tiếng guitar nào nó rõ rõ hơn xíu. Đây. Đó là cái megabend, tức là tạo ra cái hiệu ứng như thế này. À, chứ không phải là mình đánh tùy tiện. Đó là cái cách sử dụng sao cho nó hay nhất. Thì bây giờ mình đã mách cho các bạn rồi. Còn cách mà các bạn có thể sáng tạo thêm được nữa, những cái cách nào hay hơn nữa thì cứ đăng clip giới thiệu, chia sẻ với anh em. Mình thì mình chia sẻ cái cách đơn giản nhất, đó là cái cách kéo xuống sau là trả về lui về, cách kéo xuống móc lên đó. Thì những cái đó nó thể hiện giống như cái tác phong của mấy anh guitar nhắn nhắn xong anh vút trượt cái cần á, thì đó, cái đó là mô phỏng được. Thì megabend nó sẽ dùng trong cái tiếng đó hoặc một số tiếng của lick. Lip-sync á, sync là dùng bên dòng DJ á, cái dòng đó thì cái mấy câu cú mình đánh không có hay, cho nên mình không có đánh, nên mình chỉ biết sơ sơ về guitar vậy thôi. Rồi nếu mà đọc hướng dẫn sử dụng thì các bạn sẽ thấy đèn xanh là cái gì. Đèn xanh nó có hai chế độ, khi mình nhấn bật đèn xanh nó đứng lại. Đèn xanh mà không nhấp nháy, tức là đèn xanh đứng lại á, thì volume thứ nhất là volume màu da cam này này, nó sẽ chỉnh treble của toàn bộ cái đàn mình, tức là master equalizer mà nó chỉnh treble của master á. Cái màu xanh da trời này là cái volume thứ hai, nó chỉnh bass của master equalizer. Rồi cái volume này nó sẽ điều khiển cái volume ray 1. Thì nếu mà nhìn vô đây thì bạn sẽ thấy cái ray 1 nó chạy này. Ray 1 nó chạy lên xuống lên xuống. Ray 1 nó chạy lên xuống, và khi mà mình thiết kế thì mình đã tối ưu cái volume này, nó không bị nhiễu giống như MTV 4F nữa. MTV 4F thì các bạn thấy nó hay giật giật, nó chạy chạy giật 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 này. Đó, nó sẽ chạy chạy giật 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 rất là nhiều. Trong quá trình sử dụng nó sẽ bị giật 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 cái volume.
Còn qua bên đây nó sẽ bị khóa rất là kỹ, rất là khó để mà cái volume này nó bị giật. Nếu mà các bạn dặn nhanh quá nó cũng không cho phép, lẹ quá nó cũng không cho phép, tới quá nó cũng không cho phép. Nhưng mà bạn phải dặn từ từ, hết sức từ từ, để chi khi ra âm thanh lớn không bao giờ có hiện tượng cái tiếng mình nó dội đùng lên kêu vậy, wow lên, không có. Bây giờ nó sẽ triệt để triệt tiêu những cái bệnh giống vậy luôn. Hoặc trong quá trình sử dụng bên thì cái volume này nó được khóa lại, chỉ cần bạn kéo bên một cái nó sẽ khóa ngay, ngừng ngay lập tức liền, không cho sử dụng, không cho chạy, không có cho giật giật kiểu này nữa. Tức là khi mà em tiêu yếu hoạt động thường thường nó sẽ có cái hiện tượng nhiễu này. Thì nhiễu này là do cái phần lập trình lúc đó nó chưa có chuẩn lắm. Thì qua sau nhiều năm nhiều tháng thì mình bắt đầu mình mới tìm kiếm cái cách để mình thực hiện đưa lại cái phần này làm sao cho nó thông minh nhất. Thì bây giờ thực sự nó sẽ rất là tối ưu khi bạn dùng, thì cái volume này nó sẽ liên tục bị khóa lại để nó giữ an toàn cho cái âm thanh của mình. Thì chỉ khi thực sự cần thiết thì anh em mới vặn cái volume này, và đôi khi mình sẽ không thấy nó chạy là bởi vì mình dặn nhanh quá, và nhanh quá thì là điều không cho phép đó. Nếu vô tình mình dặn mình thấy nó không có hiệu ứng gì hết thì các bạn cứ đơn giản các bạn dặn hết volume về hết cỡ này, xong các bạn vặn nhẹ lên đến khi nào cái tiếng của mình nó phát ra thì thôi, chứ không có gì nôn nóng hết nha. Đó là do cái bên này nó như vậy chứ không phải là lỗi, mà nó đang bảo vệ cái âm thanh của mình, nó bảo vệ cái voice, nó bảo vệ cái voice mình đang thể hiện. Thà nó không có chứ còn khi mà nó lớn quá thì một là vỡ loa, hai là chói tai, rất là ảnh hưởng đến cái khả năng biểu diễn của mình. Người ta ngồi dưới người ta sẽ đánh giá. Thà mình đánh nhỏ chứ giờ mình rụng tay vô đây mà nó kêu cái quáo lên một cái là rất là kỳ cục, cho nên mình đã quyết định mình khóa đó, mình khóa lại đó. Như giờ mình dặn ở dưới khúc này nó không chạy nè, nhưng mà mình dặn hết xuống như này mình đưa lên nhẹ nhẹ tới một mức độ nó sẽ chạy đó. Tức là khi mà MTP 5S nó hoạt động thì cái volume này nó rất là tối ưu, nó không cho phép bạn từ số 100 mà nhảy cái vọt xuống số 0 giống vậy. Nó cũng không cho phép từ số 64 mà nhảy lên hẳn số 100 cái bục giống vậy, rất là khó. Tức là nó sẽ chỉ cho bạn thay đổi trong cái khoảng nhẹ nhàng này thôi, rất nhỏ này thôi. Khi bạn tới đó thì cái volume nó mới cho phép đi. Cái này nó giải quyết được cái bài toán nhức nhối của cái MTP 4F hồi xưa, hư volume này rất nhiều, hoặc là volume này đang có trình sử dụng thì bị nhảy tiếng, nhảy lớn cái ào lên hoặc là mất hẳn luôn. Thì bây giờ cái MTP 5F này không có, không còn cái hiện tượng đó nữa. Rồi, mình sẽ bước qua cái chức năng thứ nhì. Chức năng thứ nhì là tương ứng cũng là cái đèn xanh này luôn, nhưng mà đèn xanh này sẽ nháy. Khi mà đèn xanh nháy thì cái volume trắng này nè, nó vẫn là điều khiển âm lượng của cái bàn phím của mình á. Tức là bất cứ cái gì đánh xuống bàn phím nó sẽ được điều khiển theo âm lượng của cái volume này. Ví dụ như bạn có cộng 3 tiếng ở bên tay 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 phải của mình đấy. Ví dụ như SX900 nó có range 1, range 2, range 3, bạn cộng 3 tiếng. Thì những cái tiếng mà đánh xuống bàn phím nó đều nhỏ đều theo và nó tính theo phần trăm. Thì cái này nó có mình có giải nghĩa ở trong cái hướng dẫn sử dụng, các bạn đọc là sẽ hiểu. Cái thứ nhì là cái volume màu xanh này. Cái màu xanh này nó sẽ chỉnh cái trép của cái bass của style mình đang chơi á. Và cái trép thì nó được chỉnh ở trong cái volume màu cam này. Nếu mà các bạn đổi đổi cái điệu đi thì những cái setup về mặt step back của điệu á, nó sẽ đi theo cái điệu đó. Của người nào làm chỉnh trép như thế nào thì nó sẽ theo cái cài đặt đó. Chỉ cần bạn chọn lại một cái điệu thì tất cả những thông số của những cái này nó sẽ reset lại hết theo cái điệu đó, không liên quan tới cái bên nữa. Cái bên là cái tác động vô nhưng mà nó không điều khiển luôn, nó chỉ tác động vô lúc đó thôi. Bạn chọn lại cái style khác nó thấy lại đi theo cái style đó. Thì lại cái chức năng thứ hai của cái bên. Rồi nếu mà các bạn
bấm thêm một cái đèn nữa là đèn trắng. Thì bạn thấy ngay từ đầu của cái đèn trắng này nó sẽ có một cái chế độ đèn nháy nhanh. Nháy nhanh thì nó sẽ cho phép các bạn chỉnh cái tiếng của mình. Ví dụ như cái tiếng thường thường, những cái tiếng trong đàn thì nó hơi thô thô một tí. Đó, những cái tiếng đàn nó hơi thô thô. Nhưng một số anh em thì thích cái tiếng reverb nó cao cao lên chút để đánh cho nó dễ dễ nghe. Thì mình bắt đầu mình nhấn cái volume màu cam này nè, mình vặn. Đó. Thì cái này nó chỉ tác động đến cái void range 1 thôi. Nếu bạn chỉnh thì bạn chỉnh ở range 1 thì nó sẽ chạy. Đây, mình cắt hết volume này thì bạn sẽ thấy là reverb nó không có nữa. Đó, thì đưa lên reverb lên. Hơn nữa thì mình cứ đẩy lên. Đó, còn muốn cắt, muốn khô luôn, giống như chơi mấy đồ mộc đó, thì mình cứ cắt xuống. Đó, thì lúc đó nó sẽ không có tiếng reverb nữa. Thì đó là cái volume màu da cam. Thì đến volume màu xanh thì nó chỉnh cái gì? Volume màu xanh nó chỉnh cái cột chorus của cái tiếng của mình. Cái cột chorus nó thì nó sẽ tùy theo cái loại chorus mà mình chọn. Thường thường nếu bạn muốn thì bạn có thể để nguyên chorus nó là delay, thì chỗ này nó sẽ là delay. Đó, ví dụ như bình thường của này là delay này. Đó, nó sẽ là delay. Đó, nó ăn theo cái này nha, ăn theo cái effect này nè. Đó, đây. Nếu mà bạn chỉnh chorus ở đây là tempo delay thì nó sẽ là delay. Nếu bạn chỉnh bất cứ cái loại nào khác á thì nó sẽ chạy theo cái volume đó, chứ không có nghĩa là ở đây là delay mà nó ăn theo cái loại của chorus này. Đây, khi bạn vặn ở đây thì trong đàn nó sẽ chạy. Đó. Đó là cái volume màu xanh trong chế độ đèn trắng chớp nhanh. Còn cái đèn trắng chớp nhanh mà xài cái volume màu trắng thì nó có ý nghĩa gì? Đây, màu trắng nó giống như bên co á, thì khi bạn đánh cái điệu mà bạn không muốn giảm cái volume điệu ở trong đàn, hoặc là không muốn giảm cái volume tiếng, thì bạn có thể cân bằng bằng cái volume này. Thì giữa điệu với tiếng nó sẽ cân bằng với nhau. Ví dụ như mình đánh cái điệu lên. Thì bây giờ mình muốn cái tiếng của mình nó sẽ lớn hơn cái điệu một tí, thì mình bắt đầu mình đẩy cái volume này qua phía bên đây. Cái điệu bạn thấy nó đang nhỏ lại rồi thôi. Đó, nhưng mà nếu mà các bạn đánh tiếng này lớn quá thì bạn có thể dặn lui lại để cho cái tiếng nhỏ lại và cái điệu lớn lên. Những khi nào vừa lỗ tai mình thôi. Cái này hồi xưa có nhiều anh cũng thích cái chức năng này, cho nên mình vẫn phải giữ lại. Cái này nó tiện lợi là nó chỉ ba lăng qua lại thôi, là để cân bằng giữa điệu với tiếng. Khi nào cái điệu mình nó quá lớn thì bạn sử dụng ngay cái này cho mình là sẽ giải quyết được liền, tiếng sẽ lộ ra liền. Mà chỉ cần bất cứ chế độ nào không biết, nhưng mà bấm vô đây bạn dặn cái này cái là nó sẽ đi theo. Theo cái ý của mình liền, giống như ý tưởng của mấy anh cò PA, nó sẽ giúp cho mình cân bằng cái tiếng trong lúc mà mình làm show. Rồi, nếu mà các bạn có sử dụng micro trên dòng 770, 775, 970, 975 hoặc là mấy dòng sau này đều có trang bị micro hết, thì mình nhấn thêm một cái nữa thì cái đèn trắng này nó chớp chậm lại. Thì trong cái phần đó nó sẽ cho chỉnh những cái liên quan tới micro. Micro thì thực chất nó không có quá quan trọng đối với mình trong quá trình mình làm, cho nên cái này anh em cứ về xem và trải nghiệm ở trong cái chức năng
đèn trắng nháy chậm. Thì mình đã viết rõ đó là mid reverb, mid chorus và âm lượng. Âm lượng của mic á, thì khi người hát, người ta ở ngoài người hát lớn nhỏ thì mình chỉnh bằng cái này. Thiếu echo hay là cái gì, thiếu reverb hay là cái gì, mình dặn cái đèn, dặn cái volume màu cam này. Và nếu mà bạn cần tiếng chorus gì đó thì bạn chỉnh cái này vô, nó sang theo hết. Thì cái đó nó nằm trong phần mixing á. Bấm cái nút mixing lên rồi bạn sẽ thấy. Đây, mixing đây. Đây là cái âm lượng của cái mic nó đang chạy này. Còn cái này thì mình phải vô trong phần effect mình mới thấy được. Mình thấy cái volume này tức là volume leak này nè. Volume leak này tức là cái volume của cái tiếng hát gốc của mình á. Khi bạn hát mà bạn bấm chức năng bè lên. Bạn bấm chức năng bè lên thì cái leak này tức là cái giọng chính của mình muốn nó lớn hay nó nhỏ, còn cái tiếng bè thì nó vẫn cứ lớn lên. Cái tiếng bè là tiếng này. Tiếng bè là tiếng đây. Ví dụ bạn muốn chỉ hát hát bình thường thôi, mình hát giọng bình thường mà ra tiếng bè thì mình cắt cái leak này đi. Để không có cái giọng thường của mình mà chỉ ra cái giọng bè thôi. Đó, thì mình nâng cái hạt màu này nó ra tiếng bè. Còn cái reverb này là để làm cho nó có tiếng vang thôi. Đây là cái volume leak. Cái này bạn tự trải nghiệm là sẽ biết. Bạn nhớ là bấm effect lên để mà trải nghiệm mấy cái tính năng này. Rồi, đó là những cái tính năng cũng tương đối là bình thường. Nhưng mà khi mà qua cái đèn màu đỏ hồi xưa trên MTB 4F thì bạn sẽ thấy là nó chỉnh được những cái tiếng đen này chẳng hạn. Thì nó cho phép mình bẻ cái tiếng. Sẽ phép mình bẻ tiếng, bẻ theo ý đồ nào là chuyện của mình. Mỗi người có một sở thích thì bạn có thể bẻ. Thường thường thì mình sẽ đưa cái này lên và mình xoay. Còn cái volume này nó sẽ cho mình điều chỉnh cái delay của cái điệu. Chức năng này là hoàn toàn là giống với lại chức năng của MTB 4F thôi. Nhưng mà khi qua MTB 5F nó có gì hay à, nó hay là nó hay chỗ này. Khi bạn chỉnh tới đây bạn vừa lỗ tai này chẳng hạn, bạn tới đó bạn thấy thích thì bạn nhớ chỗ này, chỉ cần bạn bấm thêm cái này nữa lập tức nó sẽ chạy từ từ về, sẽ đáp ứng từ từ về. Mình sẽ làm lại nha, hoàn toàn từ từ luôn, tự động hết. À, mình bẻ lại. Cái volume xanh nó sẽ là đáp ứng nhanh hay chậm, tức là cái tốc độ bẻ của nó nhanh hay chậm. Chỉ khi bạn nó đang chạy hay tự động chẳng hạn. Đó. Khi feel nó đang chạy tự động,
bạn hoàn toàn có thể bạn tắt được, sẽ trả về tự động, nó sẽ tự trả về mặc định cho mình liền, cái điệu nó sẽ bình thường lại liền. Khi bạn muốn tự động bạn chỉ cần nhấn tự động thôi, cài đặt ở đâu là ý của mình. Đây là tốc độ, tốc độ đáp ứng của cái đó. Ví dụ bạn muốn nó sẽ bẻ tới cái mức độ này nhưng mà không muốn nó bẻ liền thì bạn chuyển qua tới độ tự động, từ tức là từ đây nó sẽ bẻ từ tới đây nó dừng. À, khi kết thúc nó sẽ dừng ở đây. Khi bạn bấm cái này lại thì nó sẽ ốp nó trả này lại đây. Đó là tự động của chức năng này. À, khi mà nó chạy như vậy thì rất là giống bạn quay từ từ, nhưng mà lúc đó bạn đang đánh dưới đây rồi, hai tay bạn đánh dưới đây là bạn không thể quay cái này được, đúng không? Thì lúc đó cái tự động nó sẽ giúp cho mình làm được cái việc hay ho đó. Khi bạn muốn nó bẻ tới đây, muốn trả về, nó sẽ đã trả về liền, nó sẽ hết cái tự động liền, nó sẽ trả về mặc định của cái điệu này như thế nào, nó về đi đó. Rồi thì trong quá trình tự động nó có gì hay nữa, trong quá trình tự động thì cái tiếng của bạn nó cũng sẽ bị bẻ theo luôn, một cách tự động luôn. Không có tự động thì sao? Không có tự động thì như vậy thôi. Là hết rồi, nhưng mà có tự động nè. Anh sẽ thấy, bạn sẽ thấy nó thay đổi cái tiếng rất là rõ. Này, một tiếng khác đi. Tiếng này nó sẽ cũng phải tự động bẻ thôi. Và khi bạn muốn nhanh thì nó sẽ bẻ nhanh cho mình. Còn bạn muốn nó chậm thì nó sẽ thay đổi từ từ, giống như là ngẫu nhiên, nó sẽ không cho mình thấy thay đổi liền. Đó là chức năng tự động của những cái void DJ. Thường thường mình rất mất thời gian nếu mà mình ngồi mình chỉnh vậy cũng ra, nhưng mà nó sẽ mất cái phần đệm của mình, mình không thể bấm vào âm được. Thì đó, thay vì vậy thì mình chỉnh bấm cái này luôn và coi cái tốc độ nào vừa ấy thì mình để nó luôn. À, cái này bẻ như thế nào thì mình bẻ ở trên đây. Vừa đủ thôi, mình nghe nó vào hợp lỗ tai của mình thôi. Đây là tốc độ để mà thay đổi cái tự động đó. Đây là cái tốc độ đáp ứng. Bạn dặn cái này tới càng nhanh thì nó thay đổi càng nhanh đó. Mà bạn để cái này thấp thì nó sẽ thay đổi rất là chậm. Đó, nó là vậy đó. Rồi, đến chức năng cuối cùng. Đây là cái đèn xanh lá cây. Thì cái đèn xanh lá cây này tùy theo cái sở thích của mỗi anh em thôi. Mình sẽ tổng hợp và chốt luôn cái thiết kế trong khoảng 1 năm. Tại vì 1 năm thì mới biết được bao nhiêu người thích cái gì được. Thế này nó có cái hay là khi bất cứ ở một cái chế độ nào, không cần biết voi của bạn set up ra làm sao mình cũng không cần biết luôn, nhưng mà bạn bấm tới cái đèn màu xanh chớp này thì lập tức voi của bạn nó trở thành bên lên 3 và xuống 2. Mình sẽ kiếm một cái voi dân ca.
đây, một tiếng sáo đây, tức là nó sẽ đang lên lên ba rồi, từ nút la nó sẽ lên tới nút đô luôn. Khi mình bên xuống thì nó sẽ xuống tới nốt son thôi. Đó. Thì một số người người ta cài đặt trừ 3 cộng 2 thì cái đó chỉ cần nói với mình sẽ thay đổi trong lúc bán thôi. Ví dụ như anh Tuấn là cần đặt cái bên lên 3 xuống 4 cũng được, lên 5 xuống 6 cũng được, sao cũng được hết, miễn gần yêu cầu mình trước khi làm. Thì yêu cầu mình thì phải nói sớm khi mà mình gửi, ví dụ như mình cần cái bên cho mình lên 7 mà xuống 6 thì vẫn làm được, hoặc là lên 10 mà xuống 5 vẫn làm được, tức là bất cứ con số nào trong cái khoảng cộng trừ 24 là bên mình có thể set up được cho anh em được, cho nên không có quá lo về cái vấn đề đó. Ở bên mình bán theo cá nhân luôn, còn bán theo cửa hàng thì nó sẽ có một cái mẫu chuẩn như này là cộng 3 trừ 2, và bấm một cái nữa thì nó sẽ cộng 5 trừ 3. Thì đây hai cái phiên bản này là hai cái phiên bản chuẩn dành cho các cửa hàng, còn khi bạn yêu cầu riêng thì chỉ có mua ở đây mới được yêu cầu riêng thôi. Bạn phải mua trực tiếp từ Mitomi, bạn gọi điện cho mình hoặc là nhắn tin cho mình qua Facebook đó, thì mình sẽ set up cho bạn cái nút này, nó riêng biệt của bạn, nó theo ý của bạn, bạn muốn như thế nào cũng được hết, trừ 5 cộng 3 hay là trừ 3 cộng 5 thì đó là thói quen của mỗi người sử dụng thôi. Ví dụ như anh Út, anh Hoàng Út, anh có gọi lên cho mình, anh nói làm cho anh cộng 6, thì đúng là anh thích cộng 6 thì mình sẽ làm được cộng 6, không có gì hết. Ai thích cái cộng mấy, trừ mấy thì có ở đây hết. Và trong tương lai những cái mẫu bên trong vòng khoảng từ 2 đến 3 năm tới đó, thì mới có cái mẫu bên là cho phép mình người dùng thay đổi. Mà cái này là nó sẽ tốn rất là nhiều cái phần cứng, nó sẽ thay đổi nhiều về phần cứng, thì lúc đó cái mẫu bên thế hệ thứ 3 của mình đó, thì lúc đó nó mới có cho người dùng tự cài đặt. Nhưng mà tốt nhất thì mình chỉ nên tập ở một cái nào đó nó quen đối với mình thôi, chứ mình nghĩ là nếu mình thay đổi nhiều quá thì nó cũng không hay lắm. Thì đây cái này nó có một cái hay, đó là nó làm những cái điều mà cái bên 5F của mình, nó làm những điều mà cái Yamaha trước giờ chưa có làm được, tức là cái dòng PSR này cho đến dòng Zenoth luôn vẫn chưa thực hiện được, tức là lên một số mà xuống một số. Thì tất cả cái đó hồi xưa giờ Yamaha chỉ dùng ở trong những cái đàn chuyên nghiệp thôi, đàn quốc tế sinh hoặc là dòng synthesize của hãng thôi, những cái dòng mà đầu cắm á, thường những cái dòng arranger như mình là hầu như không có thấy cái chức năng đó luôn, hồi xưa đến giờ luôn. Thì mình mới thấy nó thiếu cái đó, thì mình thử mình làm này là thành công được. Thì cái chức năng màu xanh lá này mọi người có thể yêu cầu riêng được hết, không có ai ngại hết. Đặt hàng với mình thì mình sẽ chăm sóc kỹ lưỡng về phần này, ai thích cái gì, nhưng mà chỉ được một lần thôi, thay đổi một lần duy nhất lúc xuất xưởng thôi, chứ mình không có dùng rồi 2-3 ngày sau là Tuấn ơi làm cho anh cái cộng 5 trừ 3, rồi Tuấn ơi làm cho anh cái cộng 3 trừ 6 nữa, thì nó rất là mất thời gian đó. Cho nên phải suy nghĩ kỹ, ai tập cái nào quen rồi thì mình sẽ làm theo cái thói quen của người đó. Cho nên cứ anh em cứ nhớ cái nút này, các bạn cứ nhớ cái nút này nè, là cái nút mà mình có thể thay đổi nếu liên hệ với Mitomi trực tiếp. Mình hoàn toàn có thể là thay đổi được dựa vào lập trình. Một số anh em mà làm phòng thu á thì lại có những cái yêu cầu riêng nữa. Thì những cái phòng thu thì đa số là kết nối này là kết nối USB, thì những cái đó không khó đối với mình, hoàn toàn có giải pháp rồi. Thì mình sẽ có những cái bên đặt riêng để cho anh em làm phòng thu có thể sử dụng được cái bên này. Một số anh em phòng thu trước đó đã sử dụng mẫu bên là studio á, cái mẫu bên lớn á, thì đến bây giờ vẫn đang sử dụng bền bỉ, không có gì hết. Bên mình cũng vẫn bảo hành, chế độ bảo hành là rất là dài. MTB 5F thì bảo hành đến 24 tháng, tức là 2 năm. Vẫn bảo hành cho anh em giống như MTB 5F.
MTV 5F sản xuất năm 2020, thực ra là làm ra năm 2019, nhưng mà cái bên này nó bị sự cố linh kiện là do cái đợt dịch cho nên không thể trình làng sớm được. Hiện giờ thì mình đang có hàng, đang bắt đầu bán rồi. Thì anh em có thể đặt hàng qua Lazada, Shopee hay là ở đây cũng được. Nếu mà đặt trên những cái trang thương mại điện tử thì đôi lúc nó có khuyến mãi, giá nó sẽ tốt hơn. Còn nếu mà bạn thích đặt trực tiếp từ Me2Me thì thường ở mình có một lợi thế là giao hàng rất là lẹ. Nếu các bạn ở trung tâm thành phố hoặc là miền Tây hoặc là lân cận cách thành phố khoảng 100 cây số thì thường thường là giao hàng là hôm nay đặt là ngày mai có hàng rồi, rất là nhanh. Thì mẫu bên của mình thiết kế là các bạn phải nhớ có cái tem này và những cái tem của công ty mình. Đó. Phải có những cái tem này thì bên mình mới công nhận và bảo hành. Còn nếu mà cửa hàng nào mà bức tem ra hoặc là dán đè thì những cái bên đó bên mình không chấp nhận bảo hành. Vì dán đè lên là sẽ mất cái tem bảo hành này. Các bạn có thể dán mặt trước, các bạn có thể dán ở đây, nhưng mà từ đó không dán đè lên những cái phần này. Cái đó là không được. Rồi, về cái rắc này, cái rắc này và cái dây này, khi xưa thì MTV4F hư rất là nhiều. Không những hư cái dây của MTV4F còn hư cả trong cái cổng, là do quá trình tháo ra rút vô của mình. Thì chính vì cái lý do đó thì mình mới làm ra cái rắc này cho nó đơn giản. Cho nên khi mà sử dụng, các bạn cứ cắm thẳng vô đàn. Và cái này hiện giờ nó đang tương thích với mẫu của Yamaha thôi, dòng PSR, và cũng có tương thích với EA7. EA7 cũng có thể cắm được. Mà mình có quen anh Trung Kiên ở Việt Thương đó, thì ảnh đã cắm cho EA7 và ảnh sử dụng được rồi. Cái EA7 đang dùng được. Còn cây co thì lý do là cái khoảng cách vị trí của cây co hai cái midi này nó gần nhau quá, chưa cắm được. Thì tạm thời cái cây co nó có hướng dẫn sử dụng ở trên YouTube rất là rõ. Đó là cái hướng dẫn của MTV4F. Thì các bạn cứ coi cái MTV4F và mua MTV4F sử dụng, không nhất thiết phải mua cái này. Tại vì cây co nó có thể cho người dùng chỉnh bên thoải mái trong tiếng, cho nên không nhất thiết những cái chức năng của MTV4F nó có thể là nó không cần thiết đối với cây co. Mà chỉ các bạn khi mua co chỉ cần mua MTV4F sử dụng là ok rồi. Thậm chí đến các dòng rô lăng E7 hay là BK5 hay là thậm chí BK3 mình vẫn setup để cho nó nhận được. BK3 là cái đàn không có cài đặt bên, nhưng mà cây đó setup nhận bên được. Mình đã test rồi, làm thành công rồi. Đã từng bán một cái đi Gia Lai, Đắk Lắk gì đó, không nhớ nữa. Thì BK3 nó vẫn phải dùng bên. Nếu mà các bạn bị hư mà thay nhiều lần quá, chán quá thì có thể dùng. Thì đó, cái sơ lược của mình mấy cái ý như vậy về MTV5F. Thì anh em cũng có một số anh em cũng đứng ra là demo, nhưng mà mình thấy nó chưa có chuẩn theo cái ý của mình, cho nên mình quyết định làm cái livestream này để mà giới thiệu. Thì MTV5F ra đời đó là một cái bước gọi là cải tiến rất là nhiều rồi, đặc biệt là cải tiến về cái phần cứng. Khi bạn mua thì bạn sẽ trải nghiệm được liền, thấy là cái phần cứng cái bên nó sẽ khác với lại cái 4F nhiều lắm. Từ cái vỏ hộp đến cái kết nối, đến cái núm vặn, rồi đến những cái đèn này nó đều sẽ khác hết. Và cái độ bền chắc chắn nó sẽ cao hơn rồi. Hồi xưa thì cái 4F thì nó hay hư cái nút này nè, và nó đứt cái dây là rất là liên tục. Còn khi mà xài 5F thì mình nghĩ cái cục này nó sẽ rất là lâu hư, mà nó có thể hư đâu đây ở trong cái này. Thì những cái này, những cái phụ kiện này thì trong vòng 2 năm bạn hư bạn cứ mang tới Me2Me đổi, không sao hết. Mình sẽ đổi miễn phí trong vòng 2 năm những cái này. Cho nên mấy bạn đừng có ngại, khi mà nó hư cứ gửi về đây cho mình sẽ đổi cái khác cho, không sao hết. Rồi, dây nữa. Cái dây này thì không có ấy được. Cái dây này có thể đổi trong vòng 1 tháng. Nếu mà nó đứt gãy gì một cách khó hiểu gì đó thì mình có thể đổi cho các bạn. Còn nếu mà vô tình các bạn làm mất hay là chèn sau đó bị đứt gãy
bị gãy ngay cái đầu này hoặc là gãy ở đây thì các bạn phải mua. Thì cái dây này rẻ hơn rất nhiều so với lại cái dây midi hồi xưa. Dây này nó tầm khoảng 50.000 thôi, nó rất là rẻ. Và sợi dây này nó cũng rất là mềm chứ không có giống cứng cứng nữa. Mà sợi dây này nó đã nhỏ đây rồi thì mình bỏ lên cái đàn nhìn nó sẽ không vướng víu. Hồi xưa cái hai cái dây trắng kia nó nhìn rất là vướng. Còn khi bỏ vào cái dây này, đặc biệt là để lên trên cái X900 thì nó giống như là một khối thống nhất, rất là dễ chịu. Mình nhìn cái màu đen và mình nhìn cái giấc, nó rất là ok. Cho nên anh em không phải lo nữa. Mình dùng bên 4 chiều là mình sản xuất ra cái bên này là đặc biệt sử dụng cho Yamaha là nhiều. Cho nên những cái anh em mà xài co yêu cầu làm cho co thì mình cũng có thể làm được đó, nhưng mà cái gọi là nhu cầu ít quá đi, cho nên mình cũng không thể đáp ứng được hết được. Với lại cái co nó cũng đã quá hay rồi, cái co nó có những cái chức năng gọi là ưu việt hơn cái da nhiều rồi, thì mình có thể mình chỉnh trong tiếng thay vì mình mua cái bên này để được cái hiệu ứng đó, thì mình nên chỉnh ở trong tiếng. Tiếng nó có cho phép chỉnh, tại vì cái Yamaha nó không cho mình chỉnh những cái đó, thì mình mới làm cái bên ra để mình hỗ trợ. Còn cái co thì đa số là voi của nó rất là hay, sẽ cho mình chỉnh được cái đó. Và cái số những người dùng bên của Yamaha đã quen với cái bên uốn chiều này rất là nhiều rồi. Nó khác với lại những anh em xài co thì đa số là muốn thay cái bên này, hoặc là muốn cái này phải gắn vô trong. Thì những cái sản phẩm mà cái cần bên này gắn vô trong của cái co thì mình cũng đã làm rồi. Nên có gì anh em cứ liên hệ trực tiếp mình để mua, không có gì khó hết đó. Bên mình là làm được hết mấy cái đó rồi, làm từ lâu rồi. Rồi, mình sẽ kết thúc cái live stream sớm. Nếu mà anh em có gì thắc mắc thì cứ comment ở bên dưới á, mình sẽ trả lời cho. Tại vì mình ngồi ở xa cái máy tính không thể trả lời được nha. Rồi, xin cảm ơn mọi người.